Vâng, kính chào anh em. Lần này thì nó hết đồ nhưng mà tôi lấy sớm hơn Nhật được sớm hơn mọi khi này. Đây anh em này, về mặt dây dù này. Rồi, đây là dây dù 2.5 này. Trọng lượng 18,5 kg. Ok. Dù lõi cước và đây là lò xo. Quan trọng và đắt đỏ nhất đấy chính là lưỡi câu. Năm hộp mới lấy hôm qua vào lúc 10 giờ tối hôm qua tôi mới lấy. Đây là năm hộp lưỡi câu đồng của Nhật. Đây. Anh em nhìn này. Đây tất cả những cái vỉ lưỡi này, chút nữa thì tôi sẽ cắt ra và đổ vào trong một cái hộp như này. Đây, tôi sẽ cho vào cái hộp này. Đây, chúng ta tôi sẽ cắt ra và tôi sẽ cho vào cái hộp này và nó sẽ có một cái hộp lưỡi câu đầy úp. Sau đó thì tôi sẽ tiếp tục làm đồ cho anh em. Và xin thông báo với anh em sau clip này thì khoảng một bắt đầu từ ngày mai sẽ có lác đác, bắt đầu sẽ có lăng xê. Đây. Nhiều anh em có hỏi lưỡi câu gì, lưỡi câu gì như thế nào mà tại sao nó lại đắt thế, thì anh em có thể lên trên mạng lên Google search xem lưỡi câu tôi dùng là lưỡi câu gì, tại sao nó lại đắt như thế, và bộ lăng xê của tôi tại sao nó lại 50.000 trên bộ, cái lưỡi câu của tôi tại sao nó lại đắt như vậy. Anh em có thể tự tìm hiểu xem lưỡi câu tôi buộc là như thế nào. Trong khi đấy cái bộ lăng xê của người khác có thể là bán 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 30.000, 35.000. Tôi không quan tâm cái chuyện đấy. Tôi quan tâm về cái chuyện là chất lượng lưỡi câu nó ra làm sao, nó đóng cá như thế nào thôi. Tôi nói thẳng là đồ đẻo tôi không có làm. Tôi làm là làm nguyên đồ chuẩn không cho anh em. Đấy. Sau thì cắt cho vào đây. Cuối cùng tôi sẽ có một cái hộp này lưỡi câu đây. Và tất cả những cái này sẽ bỏ đi. Thì lấy lưỡi câu thôi. Đây đồ đây, tôi mới nhập hôm qua đây. Đấy. Hôm nay thì tôi buộc thì đến ngày mai sẽ bắt đầu có lác đác có khoảng tầm chục bộ, 20 bộ gì đấy. Này. Đồ mới đẹp đẹp luôn. Chưa khui một tí nào. Tôi nhập theo hộp. Tôi nhập theo hộp 1 nên là giá rẻ hơn của các bạn rất chi là nhiều. Đây là một hộp lưỡi câu, nó chỉ có 6 lưỡi thôi anh em ạ. Đấy, một hộp cái lưỡi câu này chỉ buộc được một túi lưỡi câu này chỉ buộc được một cái lăng xê. Còn mua cái loại lưỡi vớ vẩn ấy thì tôi không bao giờ tôi dùng. Anh em dùng lưỡi câu của tôi rồi thì biết. Mà anh em hỏi dùng lưỡi size số mấy, xin trả lời anh em là size nó có rất chi là nhiều loại. Ví dụ như kiểu lưỡi size của cái loại này nó là một kiểu, lưỡi size của loại khác nó lại một kiểu, của lưỡi câu màu đen nó lại một kiểu, size nó rất chi là khác nhau. Tâm anh em đừng hỏi về size. Nên là tôi chỉ nói với anh em rằng anh em buộc những cái lưỡi câu mà nếu mà tự buộc lăng xê càng nhỏ càng tốt thế thôi. Ok anh em. Đây thì tôi sẽ lột ra và tôi cắt đi thì tí nữa thì sẽ có một cái hộp lưỡi câu này đầy úp thì tôi sẽ quay phim cho anh em xem tiếp. Ok. Rồi ok anh em, đây là tôi đã cắt ra đây một hộp, vừa cắt xong đây, vẫn còn lùm có ngọn này. Chỗ này là 300 vỉ lưỡi câu, 300 vỉ là 1.800 lưỡi, 1.800 lưỡi câu mà anh em chia cho 6 xem nó bằng bao nhiêu sẽ ra cái số lăng xê. Ok. Tiếp đây thì là cái quá trình làm thì như anh em thấy đấy, thì tôi vẫn úp như mọi khi thôi, mất rất là nhiều thời gian thôi. Rồi
tôi chỉ làm cái video này đến đây thôi. Anh em biết rằng tôi đã có đồ và bắt đầu tiếp tục làm rồi, ok. Bắt đầu từ ngày mai, ngày kia anh em nào đặt hàng là có thể đặt hàng được rồi. Tôi sẽ bắt đầu tôi làm. Tôi xài đồ rất chi là mắc tiền. Nên là anh em mua thì nó sẽ đắt hơn 50.000. Đây anh em, trước khi lấy một bộ lăn xê anh em mà tự đi làm, anh em tính hộ tôi là so lấy bao nhiêu, và dù lói cước lấy bao nhiêu, và vỉ lưỡi như của tôi lấy bao nhiêu tiền, một cái móc khóa nữa là lấy bao nhiêu công buộc. Đấy anh em tính ra thì biết, tôi không cần phải nói là tôi lãi bao nhiêu hay là như thế nào cả, anh em tự nghĩ thì tự biết. Ok, mấy cái người mà người ta sống về cái nghề nghề này ấy, về cái nghề làm đồ câu ấy, thì người ta sẽ làm có cách làm khác. Tôi không phải sống với cái nghề này, nghề này chỉ là một nghề phụ, nghề tay trái rất chi là nhỏ thôi. Tôi làm rất chi là nhiều mảng, nên là cái vấn đề bán được hay không bán được với tôi không quan trọng lắm. Ok anh em, đây tôi làm rất chi là nhiều mảng. Đó. Đây kể cả về ảnh, ảnh tất tần tật từ A đến Z luôn. Tôi làm rất chi là nhiều mảng cơ, không phải một cái mảng này đâu. Cái này gọi là yêu thích thôi, ngồi rảnh thì làm. Chứ còn tôi bận thì nói thực sự tôi cũng không làm đâu. Ok anh em. Anh em đừng hỏi là lấy hàng như thế nào đấy anh em. Đấy, tôi nói bao nhiêu lần rồi anh em, rất chi đơn giản thôi. Anh em chỉ cần là để lại số điện thoại thôi, tôi sẽ tự động liên lạc với cả anh em. Xin nhắc lại với anh em một lần nữa, một bộ là có giá 50.000. Khi anh em đến đây lấy thì một bộ tôi cũng bán, không lấy bộ nào, đến đây chơi uống nước cũng được, ok tôi tiếp hết. Thế nhưng mà còn chuyển phát ấy thì anh em thông cảm giúp tôi là phải trên 3 bộ trở đi thì tôi mới chuyển, bởi vì lúc bây giờ nó mới bỏ công tiền xăng tiền xe chạy qua chạy lại. Ok anh em thế nhá, này còn tiền đóng hộp, tiền băng keo, rất chi là nhiều thứ. Ok anh em nhá, cảm ơn anh em bên thời gian qua đã tin tưởng và tin dùng cái bộ lăng xê của tôi. Ok anh em.